ông Lê Minh Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Lâm Đồng về tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Đặng Trí Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt. Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành của tỉnh và các địa phương đã làm việc với đoàn. Báo cáo với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng đoàn công tác cho thấy năm 2022, tỉnh Lâm Đồng có 18 trên 18 nhóm chỉ tiêu về kinh tế xã hội trong nghị quyết 08 của tỉnh ủy đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, tổng sản phẩm trong nước GRDP tăng gần 13%. GRDP bình quân đầu người 77,67 triệu đồng một người một năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 35.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 13.400 tỷ đồng. Khách du lịch đạt 7 triệu lượt khách, tăng 340% so với cùng kỳ năm 2021. Toàn tỉnh có 107 trên 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quý 1 năm 2023, kinh tế tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tăng trưởng ổn định và đạt 5,63%. Thu chi ngân sách đạt 4.221 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương hơn 5.200 tỷ đồng. Tổng lượt khách du lịch đến Lâm Đồng trong 3 tháng đạt 2,15 triệu lượt khách, tăng 36,9% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh có hơn 328.000 hectare diện tích canh tác, tổng diện tích gieo trồng đạt gần 393.000 hectare. Năm 2022, tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt hơn 5%, đạt 19,9 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 39% cơ cấu kinh tế. Toàn tỉnh có 4 liên hiệp hợp tác xã và 392 hợp tác xã nông nghiệp, phát triển 213 chuỗi liên kết từ thu mua, chế biến và tiêu thụ nông sản. Có 440 công trình thủy lợi, chủ động cấp nước tưới cho gần 48.000 hectare đất canh tác. Lâm Đồng chú trọng thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng. Qua đó, năm 2022, số vụ vi phạm giảm 46%, diện tích thiệt hại giảm 26%, khối lượng lâm sản thiệt hại giảm 32%. Trong quý 1 năm 2023, số vụ vi phạm giảm 8%, lâm sản thiệt hại giảm 35% so với cùng kỳ. Tỉnh Lâm Đồng cũng đã nêu lên một số kiến nghị với các bộ ngành trung ương như đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ tham gia đề xuất Chính phủ ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ rừng, trình Chính phủ thống nhất một số nội dung liên quan đến chuyển mục đích sử dụng rừng. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc để tạo điều kiện được nhập khẩu trứng giống tằm chính ngạch và hỗ trợ sản xuất giống trứng tằm trong nước. Mặt khác, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai đặc biệt khó khăn, di cư tự do. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của Lâm Đồng và có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ghi nhận những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp Lâm Đồng, đồng thời đề nghị địa phương cần có những giải pháp để phát triển nông nghiệp với những đổi thay tích cực theo xu thế mới. Mọi cái nông sản chúng ta, nếu nó chỉ là nông sản, nó chỉ là lương thực thực phẩm, thì nó chỉ giới hạn lại cái giá trị gia tăng đó. Mọi cái nông sản chúng ta, nó đều là lương thực, đều là thực phẩm, mà đều là mỹ phẩm, đều là dược phẩm, đều có những dược chất. Thế giới người ta đi bằng nhiều con đường. Nói về rừng đó, tức là nhìn rừng không phải nhìn qua gỗ, cũng chỉ nhìn qua carbon, nhìn qua một cái giá trị đa dụng đó. Trong đó có du lịch trải nghiệm, trong đó có dược liệu, trong đó có cây gia vị, trong đó có chăn nuôi dưới tán rừng. Trong đó quan trọng nhất là đưa bà con các dân tộc trở thành một cái chủ thể cùng với tham gia quản lý rừng. Kết hợp thương mại dịch vụ của ngành hoa, ngành rau để kéo một cái dòng các nhà khoa học, các chuyên gia nước ngoài, các doanh nghiệp khởi nghiệp hay gì đấy. Họ thấy rằng còn dư địa chứ không phải chỉ là nhà lưới để mà làm nông nghiệp không. Để mà hơi tiếp sức tạo ra không gian, nó kích thích một cái dòng trí thức về đây, trí thức trẻ về đây. Kể cả anh em khởi nghiệp của địa có thể tham gia vào nghiên cứu, vừa làm cái này đang tốt rồi, nhưng mà mình dành một cái thời lượng, một cái ngân quỹ để mình chuẩn bị cho cái tầm nó dài hơn, để mình đột phá vô những cái hướng mới mà thế giới người ta đã đi trước mình rồi. Tổ chức lại sản xuất phải đưa vào một cái nghị quyết hẳn hoi về hợp tác xã. Bộ trưởng cũng đề nghị Lâm Đồng cần phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, kết hợp thương mại dịch vụ sao hòa. Có giải pháp tổ chức lại sản xuất, xây dựng lại lực lượng cán bộ khuyến nông, tổ chức lại hệ sinh thái tuần hoàn, tạo dựng mối quan hệ hài hòa, nhà nước, thị trường, xã hội. Mặt khác, hình thành trung tâm giáo dục nông nghiệp, hướng nghiệp nông nghiệp và kết nối các tổ chức quốc tế quan tâm đến môi trường nông nghiệp bền vững.